Thì trong buổi ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách để mình bắt đầu từ đầu khi mà chúng ta mới bắt đầu lập kênh luôn nhé. Ok, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em này, để ban đầu mà anh em bắt đầu lập kênh này thì ban đầu mình sẽ hướng dẫn cho em cái cách, một là cái cách lập kênh nhé, lập kênh TikTok beta. Beta thì anh em sẽ còn chuẩn bị cho mình một là gì, một là cái tài khoản Gmail, thì cái này anh em có thể tạo hoặc là mua cũng được nhé, bởi vì cái tài khoản Gmail này là cũng không cần phải yêu cầu là Gmail của bên nước ngoài đâu, tài khoản Gmail gì cũng được đó. Hai là anh em phải chuẩn bị cho mình là cái tài khoản HMA này, tài khoản HMA. Rồi ba là cái phần mềm chỉnh sửa video đó. Thì bốn này em phải chuẩn bị cho mình là một cái điện thoại nhá, điện thoại. Đấy, điện thoại này thì phải yêu cầu là tháo sim này, tháo sim ra, tháo sim, coi như chúng ta tháo sim chúng ta không dùng nữa, chúng ta đầu tư một cái máy này như hiện tại mình đang sử dụng này, con iPhone này, hiện tại con iPhone 7 nhá, iPhone 7 của mình này, iPhone iPhone X này, iPhone XR này. Đấy thì em có thể sử dụng cho mình là trên iPhone thì nó dễ thao tác hơn nhé, bởi vì là trên iPhone nó mượt hơn mà. Những cái bên những cái số điện thoại khác hoặc là những cái sim khác ấy, thì nó cũng rất là hay bị lỗi, nên là mình khuyến khích anh em là sử dụng iPhone nhé. Và cái bên Android thì anh em tương tự anh em làm cho mình. Đấy, đó là một là phần chuẩn bị. Thì chuẩn bị ở đây thì anh em sẽ sử dụng cho mình là một là cái tài khoản Gmail này. Thì cái tài khoản Gmail ở đây thì anh em không cần là cái Gmail nước ngoài nữa, bởi vì là nhiều anh em mà có hỏi mình ý là cái cần tài khoản Gmail ở bên quốc gia Pháp hay là Mỹ không thì không cần. Đấy, em chỉ cần cho mình một cái tài khoản Gmail này. Hai này, cái tài khoản HMA thì anh em có thể tham khảo với mình. Đây, mình cũng có một cái tài khoản, cũng có một group về HGA, HMA thì em thể vào đấy anh em mua. Thì bên mình thì bán với giá rất là rẻ thôi. Đấy, có một tháng thì anh em mất khoảng 80.000 thôi, nằm với một máy. Thì sau khi mà anh em mà có cái những cái chuẩn bị như này rồi thì chúng ta bắt đầu là chúng ta tạo tài khoản nhé. Tạo tài khoản này. Rồi, thì để tạo tài khoản ấy thì anh em sẽ chú ý cho mình này. Tạo tài khoản một mình sẽ chia sẻ cho anh em từng bước một nhé. Một là anh em iPhone, ở trên cái iPhone ấy thì anh em sẽ tháo SIM này. Tháo SIM cho mình. Tháo SIM này. Rồi thay đổi, gọi là chuyển chuyển giờ này, chuyển giờ cụ thể sang Pháp, chuyển giờ, chuyển vùng, đó chuyển vùng cũng sang Pháp luôn. Rồi tháo SIM này, chuyển vùng, chuyển giờ sang Pháp nhé. Thì sau khi mà tháo SIM, chuyển vùng, chuyển giờ rồi ấy, thì anh em sẽ bắt đầu anh em mình xóa cái nếu mà có cái tài khoản TikTok ở trên điện thoại ấy, thì em sẽ xóa cho mình, bởi vì cái TikTok đấy là TikTok Việt Nam, xóa TikTok đi đó. Sau khi mà em xóa TikTok đi thì anh em sẽ vào App Store nhé, anh em chuyển vùng vùng cái App Store, anh em chuyển vùng App Store qua bên qua Pháp. Rồi tiếp theo là anh em sẽ tải cho mình cái TikTok Pháp về, TikTok Pháp về. Rồi thì tới bước này thì sau khi mà bạn tải cái tài khoản TikTok Pháp này về rồi ấy, thì bước tiếp theo nữa là bạn sẽ trên cái App Store, bước tiếp theo là bạn sẽ bật cái HMA lên cho mình nhé. Tới bước này thì bạn mới cần bật HMA, còn những cái quá trình trước thì anh em không cần bật HMA đó. Thì bây giờ anh em sẽ tiến hành anh em bật HMA lên này, và chuyển cái IP sang Pháp. Rồi sau đó mà để chuyển cái IP sang Pháp rồi thì em sẽ check, tiến hành anh em check cho mình cái IP xem đã sang Pháp chưa, đã sang Pháp chưa, đúng không, Pháp chưa. Đó thì để chuyển cái IP sang Pháp chưa ấy, thì anh em
sử dụng cho mình cái này, phần mềm này. Anh em đã sử dụng cho mình cái trang web là What My IP nhá. What My IP. Đây. Đó. Thì anh em sẽ sử dụng cho mình cái trang này này. What My IP này. Để xem là nó sang Pháp chưa. Nếu mà sang Pháp rồi thì là ok. Đó, sang Pháp rồi thì ok đúng không? Sau khi sang Pháp rồi thì đến bước này là anh em sẽ kiểm tra cho mình là khi mà sang Pháp rồi này. Khi mà đã sang Pháp rồi. Rồi, tài khoản sang Pháp rồi, cái app này, app Pháp có rồi đúng không? Đó, app Pháp có rồi, chuyển vùng, chuyển giờ xong hết rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái bước 3. Bước 3. À, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo là bước tạo tài khoản. Tạo tài khoản. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập và đăng ký một cái tài khoản như bình thường thôi, như anh em tạo ở bên Việt Nam ấy. Đấy. Thì chúng ta tiến hành tạo tài khoản nhé. Đó, thì chúng ta tiến hành chúng ta tạo tài khoản mới. Tạo tài khoản. À, đây chúng ta sẽ tiến hành tạo tài khoản như ở Việt Nam, như ở Việt Nam, như bình thường thôi. Rồi, sau một khi mà chúng ta tạo một cái tài khoản rồi ấy, thì ở bước này ấy, tới cái bước này rồi thì mình tạo cái tài khoản ở Việt Nam thì chúng ta có thể sử dụng cái tạo cái tài khoản Việt Nam như ở Việt Nam ấy, thì chúng ta tới bước này chúng ta có thể sử dụng mail ảo nhé, thể sử dụng mail ảo này, mail ảo. Để rồi sau này khi mà kênh này nó lên rồi ấy, khi kênh lên thì chúng ta mới tiến hành là chúng ta add cái mail thật vào cho mình, add mail thật, mới tiến hành add mail thật nhé, để chúng ta tiết kiệm cái Gmail của anh em ấy. Đấy, thì sau khi mà chúng ta cái kênh nó lên rồi thì chúng ta bắt đầu là tiến hành add cái mail thật vào đó. Đó là cái bước là tạo mail này, thì chúng ta để tiết kiệm cái tài khoản cho mình nhá. Rồi thì sau khi mà tạo cái tài khoản đến đây rồi thì chúng ta sẽ check cho mình, check cái tài khoản đó là đó đã là ở Pháp chưa. Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái biểu tượng nhé. Chúng ta vào cái phần cài đặt ấy. Và chúng ta xem là ở trong cái đấy cái biểu tượng. Nếu mà nó lên biểu tượng Euro ấy. Biểu tượng Euro. Thì nó là tài khoản Pháp. Đấy. Tài khoản Pháp. Còn nếu mà nó lên những cái tài khoản mà ví dụ như đồng hay là những cái tài khoản khác ấy. Thì nó là những cái tài khoản Việt Nam nhé, thì anh em có thể tới bước mà anh em mà nó là tài khoản Việt Nam rồi thì anh em có thể chỉnh sửa lại thành, anh em có thể làm lại các bước như mình nói trên này. Đấy, anh em có thể xem lại cái bước là chuyển giờ, chuyển vùng hay là cái App Store đã đúng chưa nhá anh em nhé. Đấy, thì đó là cách để mà mình tạo một cái tài khoản TikTok Pháp chuẩn. Đó, thì sau khi mà tạo một cái tài khoản TikTok Pháp xong rồi ấy thì chúng ta chưa up video ngay nhá. Chúng ta sẽ ngâm cho mình, ngâm ít nhất là khoảng tầm ít nhất thì mình đề xuất ở đây là 2 ngày. Đó, thì mình đề xuất ở đây là ít nhất là 2 ngày thì anh em hãy up nhé. Thì 2 ngày thì anh em chỉ cần vào lướt thôi, chứ anh em đừng không cần đi follow ấy, cũng chẳng cần like gì cả. Bởi vì là cái này mình chỉ cần ngâm đúng 2 ngày thôi. Thì thỉnh thoảng mà anh em vào thì anh em nhớ là bật cho mình cái HMA nhé. Tương tác nhẹ cũng được, tương tác là lướt thôi. Tương tác là lướt. Đó, lướt là nhớ, nhớ bật HMA lên trước, HMA lên trước. Đó, thì cái cách mà để mà bật HMA ấy thì anh em nhớ là khi nào mà mình vào cái tài khoản thì anh em bắt buộc phải bật HMA lên cho mình. Đó, nhớ nhá, anh em nhớ là cái bước đấy là khi vào tài khoản là phải bật HMA lên, thì nó sẽ không bị dính cái IP Việt Nam. Không thì tránh cái tình trạng là rất là nhiều anh em khi mà tạo một cái tài khoản mới ấy, thì 1-2 ngày sau vào nó bị chết, là nguyên nhân là anh em trong quá trình mà anh em vào cái tài khoản này, anh em quên mất bật HMA lên. Đó. Rồi thì tới bước này thì là bước tạo cái tài khoản. Thì anh em thấy ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ quay ở đây nhá. Rồi thì bạn là tin tức 24 giờ thì có hỏi mình là cái HMA là gì, em đâu nói vẫn xài được mà. À thì cái HMA ấy thì
anh em có thể sử dụng bất kỳ cái phần mềm nào để chúng ta fake IP nhá. Nhưng mà tuy nhiên thì trong cái quá trình mà có rất là nhiều phần mềm miễn phí ấy, nhưng mà mình trong quá trình mình triển khai ấy, thì mình những cái phần mềm miễn phí ấy, thì rất là nhiều người dùng, nên là cái IP của nó không sạch, nên là nó sẽ bị một cái lỗi là cái lỗi IP không sạch thì nó dễ bị chết tài khoản. Chính vì vậy nên là anh em có thể sử dụng cái HMA mà bên mình đang cung cấp ấy, nó cái tài khoản IP nó sạch thì anh em nuôi nick nó sẽ ok hơn nhá. Còn nếu mà anh em nào chưa có điều kiện thì chúng ta có thể xài free cái những cái phần mềm Nord VPN này, nói chung là nhiều phần mềm fake IP ấy có free nhưng mà anh em có thể sử dụng nhé. Còn nếu mà anh em xác định mà nếu mà làm gọi là ok thì em có thể sử dụng cái HMA nhé. Rồi bạn Thanh Lực thì có hỏi là tạo tài khoản trên PC rồi sau đó đăng nhập trên điện thoại thì cần có tháo SIM ra không bạn? Thì với bạn tạo trên PC rồi đúng không? Thì trên điện thoại thì bạn bắt buộc là phải tháo SIM nhé. Tháo SIM chuyển vùng chuyển giờ như bình thường. Nếu mà bạn làm trên cái TikTok trên bạn tải cái bạn tạo một cái tài khoản TikTok PC thì bạn vẫn phải làm những các bước như mình nói ở bước 2 nhé. Đấy, vẫn phải tháo SIM rồi chuyển vùng chuyển giờ cho mình nhé. Bạn Quang Minh có bảo mình là thấy gì đâu á. Ô mình có show ra cho bạn đấy nhỉ? Anh em có thấy không nhỉ? Em thấy gì không nhỉ? Mình viết cho bạn một cái file Word mà. Giờ muốn đăng bên Thái thì sao thầy? Thì bạn Ngọc Ngọc hiểu ấy, giờ muốn đăng bên Thái thì bạn có thể chuyển vùng chuyển giờ sang bên Thái mà. Nếu mà bạn nào mà làm những quốc gia khác ấy thì em có thể chuyển vùng chuyển giờ sang cái quốc gia đó nhé. Ví dụ là anh em không muốn làm Pháp mà anh em muốn làm bên Tây Ban Nha ấy, thì em có thể chuyển vùng chuyển giờ rồi chuyển App Store sang bên Tây Ban Nha là được. Đó. Bạn tin tức 24 giờ có nói mình là em không xài HMA luôn, có người gửi link TikTok Mỹ về rồi đăng ký rồi đăng thôi chứ không có cần gì HMA đâu. À thì cái cách đấy thì mình cũng nếu mà anh em mà không xài HMA ấy, thì để mà tỷ lệ cái video của mình nhá nó hướng đến quốc gia ra nước ngoài nó khó lắm. Nếu các bạn mà muốn hướng tới view Việt Nam ấy, chúng ta ví dụ là muốn chúng ta có một cái tài khoản TikTok Pháp rồi ấy, chúng ta muốn hướng tới Việt Nam thì chúng ta không cần dùng HMA. Bởi vì bản chất con HMA là chỉ để fake cái IP qua những cái quốc gia mà kiếm tiền thôi. Ví dụ là anh em fake sang Pháp hoặc là fake sang Mỹ thì cái số tiền mà mình kiếm được nó sẽ nhiều hơn. Đó. Mình có cần áp thuế gì không anh? Bạn Ba Kinh hỏi mình có cần áp thuế gì không? Thì với cái tài khoản TikTok Pháp thì anh em không cần áp thuế nhé. Còn với tài khoản mà TikTok ở bên Mỹ thì có cần áp thuế. Thì nếu mà trong cái video sau thì nếu mà anh em cứ làm đi. Trong cái lúc mà mình mà áp thuế, trong quá trình mà áp thuế thì mình sẽ làm cho anh em một cái video về áp thuế nhé. Rồi, bạn Ba Kinh có hỏi tiếp là banh thì dùng PayPal Việt Nam được không anh? Thì banh thì anh em có thể sử dụng PayPal Việt Nam được nhé, nó không ảnh hưởng gì đâu. Thì bản thân mình cũng cũng tạo PayPal Việt Nam mà, nên là mình khi mà mình nhận tiền ấy mình add cái PayPal Việt Nam vào nó không vấn đề gì đâu nhá. Rồi, bạn tin tức 24 giờ có hỏi là xài bật kiếm tiền mới xài HMA à hay mới tạo vẫn xài HMA? Thì mới tạo thì anh em phải dùng HMA luôn nhé, bởi vì nếu mà chúng ta mà không dùng HMA thì khi mà chúng ta không dùng HMA ấy, thì kể cả mà anh em tạo đến cái bước là chuyển sang App Store sang Pháp rồi mà anh em không có HMA ấy, thì cũng không anh em cũng không tạo được cái tài khoản HMA đâu nhé, à tài khoản TikTok Beta đâu nhé. Đó thì hôm chiều nay có một bạn cũng nhắn tin cho mình thắc mắc là tại sao mà khi mà bạn ấy tạo một cái tài khoản TikTok mà hiện tại bây giờ nó lại chuyển sang là TikTok Quỹ Nhật Sáng Tạo. Đây thì mình có bật cho anh em xem đây. Đây thì ban đầu ấy để mà truy cập vào một tài khoản ấy thì anh em dùng cho này cho mình nhỉ. Em nhìn không? Đấy, anh em bật cái HMA cho mình trước nhá. Đấy. Bật HMA này, anh em chuyển vùng này, em nhìn Pháp không? Đó. Nhìn Pháp này. Sau khi mà anh em bật HMA rồi, anh em sẽ kiểm tra cho mình cái IP đó nó hiện tại là đang quốc gia nào nhá. Nếu mà nó là Pháp thì anh em mới bắt đầu tiến hành vào cái TikTok của bên Pháp. Đó, anh em nhìn thấy không? Đấy, bây giờ mình tiến hành mình vào đây này. Đấy, em tiến hành lướt một lượt cho mình. Đây,
Lướt một lượt thì anh em để ý nhá, khi mà tạo tài khoản thành công rồi thì anh em lướt một cái thì nó toàn video của Pháp thôi. Đấy, em thấy không? Toàn video của Pháp luôn. Toàn chữ Pháp này. Thì nó mới đúng. Đó. Và để một bước kiểm tra nữa là nó là tài khoản Pháp không ấy thì anh em phải vào cài đặt này. Đây này. Đây này, thì nay mình ngồi mình tạo ấy. Thì nó vẫn lên quỹ nhà sáng tạo TikTok beta mà, nó đâu có lên quỹ đâu. Đó, anh em để ý không? Đấy thì kiểm tra, cách kiểm tra thì nó đơn giản vậy thôi. Đấy. Đây này, anh em vào cái chỗ phần cài đặt nhé. Anh em vào cài đặt ba dấu gạch này. Rồi bấm vào nhà sáng tạo này. Đây còn một cách nữa để cho anh em kiểm tra xem là TikTok này có phải là TikTok Pháp không nhá. Đây thì anh em vào cái phần chỗ bảng thông tin này. Đấy em có nhìn thấy chữ Euro không? Nó chắc là nó hơi mờ đúng không? Đó. Em nhìn cái chữ Euro không? Đấy, khi mà nó lên chữ Euro rồi thì anh em mới là nó tạo tài khoản đúng nhá. Đó. Thì tạo tài khoản ấy, khi mà anh em tạo tài khoản xong rồi ấy, thì anh em có thể 1-2 ngày anh em up nhé. Tạo tài khoản lần đầu không follow với team được AD ơi. À, nếu mà tạo tài khoản lần đầu mà không team mới follow được thì khả năng là bạn tạo ở trên máy tính mới không follow được đúng không? Vì cái lỗi đấy hiện tại bây giờ thì cũng rất là nhiều anh em gặp. Thì cái lỗi đấy anh em cứ làm bình thường thôi. Đó, thì như mình thì mình đây, ví dụ mình follow một kênh thử nhá. Thì ban đầu ấy thì anh em cố gắng là tạo giúp mình ở trên điện thoại thì nó sẽ chuẩn. Đây nhá, mình đây ví dụ mình follow một kênh như này đúng không? Kênh này là 3,3 triệu lượt sub này. Đấy. Mình F5 lại. Đó, vẫn bình thường đúng không? Thì cách cách làm ấy anh em chỉ cần tạo ở trên điện thoại thôi. Cách làm chuẩn là anh em tạo ở trên điện thoại là nó sẽ chuẩn nhá. Còn nếu mà anh em là tạo trên máy tính hay là tạo trên những cái nền tảng khác ấy thì nó không ok đâu. Bởi vì cách làm ở trên máy tính ấy thì anh em có thể là một anh em có thể tạo giả lập đúng không? Đấy, anh em tạo trên giả lập hay là tạo ở trên cái trình duyệt nó cũng không chuẩn được bằng tạo trên điện thoại đâu nhá. Một là thế, hai là anh em nào mà chúng ta gọi là không cảm thấy không yên tâm thì có thể inbox cho mình để mình tạo trên một cái điện thoại này, mình fake IP riêng luôn. Nói chung là mỗi một cái tài khoản là mình tạo trên ở trên điện thoại luôn thì nó sẽ yên tâm hơn. Đó. Và một cái nữa nhá, nếu mà ví dụ anh em mà follow kênh ấy, đây, ví dụ anh em follow kênh mà không nó vẫn không hiện lên follow ấy thì anh em follow cái này. Xong em bấm cho mình một cái phần tin nhắn nhá. Đây, anh em bấm phần tin nhắn này. Đấy, anh em chat là mấy câu thôi. Đó. Anh em bấm một phần tin nhắn anh em chat cho mình mấy câu, thế là nó hiện lên thôi. Ok không? Đó là cách là mà cách tạo tài khoản nhé. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em đến phần 2 này. Sau khi mà anh em up cái anh em tạo tài khoản thành công rồi thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em cái chủ đề để anh em làm video ấy. Bởi vì mình thấy là khá nhiều anh em mà chúng ta khi mà mình làm kênh xong ấy mình cũng không biết là up chủ đề nào và cái chủ đề nào có view mà anh em toàn kêu là không view ấy thì ok mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn cái phần này. Cái phần phần tiếp theo là mình sẽ chia sẻ cho em cái phần chọn chủ đề. Em nhìn rõ nhỉ? Anh em nhìn rõ không? Để mình phóng to một chút. Em có thể em nhìn rõ thì comment cho mình số 1 nhé. Thì hiện tại mình thấy ở đây có 7 anh em đang xem. Thì mình thấy sáng cũng rất là nhiều anh em thắc mắc mà hiện tại 7 anh em đang xem. Ok. Rồi thì tới phần 2 đây. Ok đúng không? À thấy rồi đúng không ạ? Vâng, bạn Ngọc hiểu. Rồi thì phần 2 thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách chọn chủ đề này. Thì bây giờ để chủ đề ấy, thì anh em sẽ làm những chủ đề bắt chen cho mình. Mình sẽ chia sẻ cho bạn cái chủ đề hiện tại bây giờ ngon nhá. Mà anh em làm phát là có view luôn. Là chủ đề về Giáng sinh. Đó. Anh em tìm chủ đề về Giáng sinh nhá. Những cái chủ đề liên quan đến chủ đề Giáng sinh. Ví dụ là DIY này. Đó. DIY ví dụ là cách làm ông già Noel bằng giấy chẳng hạn đúng không? Bằng giấy chẳng hạn. Đấy. Anh em lên trên YouTube anh em tìm cho mình những chủ đề nước ngoài nhá. Ví dụ anh em dùng cái này anh em dịch sang bên nước ngoài tiếng Anh, sau đó anh em lên cái YouTube anh em tìm cho mình, YouTube tìm cho mình xem là những cái chủ đề đó có những anh em nào mà làm ấy thì chúng ta lấy về chúng ta cắt ghép và chỉnh sửa lại cho mình một chút
dụ là zoom to zoom nhỏ ấy, thì trong cái kênh YouTube của mình ấy, mình cũng để cái cách mình chỉnh sửa video ấy, thì em thể ứng dụng cái cách đấy của mình nhé. Em thể xem qua kênh YouTube của mình thì mình cũng có để trong đấy rất là nhiều đấy, mình cũng có chia sẻ cho anh em cái cách để mình chỉnh sửa một cái video đó. Thì về cơ bản thì là quan trọng nhất là nguồn của anh em thôi. Nguồn của anh em nếu mà lấy chuẩn thì nguồn của anh em nếu mà em lấy chuẩn ấy mà ít người làm ấy thì nó sẽ rất là dễ lên anh em ạ. Còn đa phần là những anh em nào mà chúng ta chọn chủ đề có ai record từ đầu không ạ? À, mình cái sau cái buổi live này nhá, mình có quay lại và mình đăng lên YouTube nhé. Anh em có thể xem ở bên YouTube nhé. Thì sau cái buổi này mình sẽ đăng cái video này lên YouTube anh em nhé. Rồi thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một chút về cái phần chủ đề nhé. Chắc là cũng chỉ dừng lại ở cái phần chủ đề thôi. Còn những cái video sau thì mình sẽ chia sẻ cho em cái cách để em bật kiếm tiền này, rồi anh em rút tiền như thế nào. Thì sau những cái video sau mình sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Đó, thì một là chủ đề về Giáng sinh này. Thì anh em có thể lên những chủ đề Giáng sinh là nước ngoài rất là hay xem nhé. Mà cái đợt mà gần, đây cũng gần Giáng sinh rồi thì anh em nhanh chóng anh em bắt những cái trend ở bên nước ngoài về Giáng sinh. Đó, thì một là mình có thể hướng dẫn cho anh em cái cách để anh em làm cái chủ đề về DIY. Em có thể tìm những cái nguồn khác nhé. Hoặc là sau cái video này mình sẽ để cho anh em một số cái nguồn để anh em có thể tham khảo. Anh em nhớ là đừng lấy cái nguồn trực tiếp từ TikTok nhé, mà anh em lấy cho mình những cái nguồn ở ngoài TikTok về và anh em chỉnh sửa thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Đó. Hai là chủ đề về Tết này. Tết thì sẽ có rất là nhiều về Tết, ví dụ là cây cối này. Nó về chủ đề về cây cối rồi tất cả các lễ hội các thứ. Rất là nhiều. Đó, thì em sẽ tập trung cho mình vào cái chủ đề một là Giáng sinh, hai là Tết này. Thì chỉ cần cái chủ đề này thôi là anh em đã thoải mái lên rồi. Bởi vì cái channel này hiện tại nó mới đang là bắt đầu thôi. Vì vậy những anh em nào mà chúng ta like xem được cái buổi live này của mình ấy, thì anh em cố gắng anh em bắt trend cho mình những cái chủ đề này, thì mình đảm bảo với anh em là lên luôn. Còn một số anh em ấy mà chúng ta vẫn đang làm về chủ đề về funny hoặc là những cái chủ đề dạng kiểu rất là nhiều người làm rồi ấy, thì nó sẽ ít người xem mà anh em sẽ đăng chỉ lẹt đẹt vài trăm view thôi. Đó là cái nguyên nhân mà anh em cứ bảo là đăng lên được vài trăm view ấy, thì là do là cái chủ đề đấy rất là nhiều người anh em làm rồi. Thì em phải test trên nhiều kênh thì nó mới ok được. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời một vài câu hỏi nữa rồi mình sẽ kết thúc buổi live đây nhá. Bởi vì là chắc là sau sau khi mà mình kết thúc buổi live này mình cũng phải đi support cho một chị nữa, nên là mình xin phép anh em là mình sẽ kết thúc sớm một chút nhá. Rồi. À, còn một vấn đề nữa là anh em hỏi mình là khi mà mình bật HMA rồi, mình bật HMA rồi đúng không? Mình chuyển vùng chuyển giờ rồi thì mình có thể lắp sim lại không? Đó. Thì anh em không được lắp sim lại nhé. Không được lắp sim lại chuyển vùng chuyển giờ thì anh em cứ để im cho mình. Coi như là cái máy đấy thì anh em để là làm riêng luôn. Rồi thì chắc là hôm nay mình sẽ dừng lại ở cái bước là mình chia sẻ với anh em chủ đề đúng không? Em có thể bắt chen cái chủ đề cho mình đúng không? Hình như YouTube Việt Nam không tìm được chủ đề nước ngoài. Phải nhiều phải không? À, vậy thì chủ đề Việt Nam ấy thì anh em có thể dùng cái HMA, anh em bật cho mình HMA nhé. Em bật HMA cho mình lên những cái quốc gia mà anh em cần kiếm tiền ấy. Ví dụ Pháp thì anh em chuyển cái HMA qua Pháp. Rồi anh em vào trong trình duyệt bản danh của bên YouTube ấy thì em có thể tìm được cái chủ đề của bên đấy nhé. Còn ngoài ra cách đăng nhập thì mình cũng có hướng dẫn cho anh em cách đăng nhập ở tất cả các thiết bị ở trên kênh YouTube của mình rồi nhé. Đó, anh em có thể vào đó anh xem. Đây, mình đây, anh em có thể vào cái kênh này của mình nhé. Anh em xem, bởi vì mình cũng để rất là nhiều cái video mình hướng dẫn cho anh em rồi. Đó, tất cả các chủ đề này về cách biên tập và dựng một cái video này thì trong đây mình cũng có để rất là nhiều rồi nhá. Đó, thì anh em có thể vào trong kênh này anh em xem cho mình. Đó, anh em có thể vào trong đây anh em xem
Thì có những câu hỏi gì thì em thể comment trực tiếp ở đây cho mình nhá. Đó. Rồi tiếp tục bạn Lily có hỏi là vậy bình thường thì một người làm mấy acc một ngày? Hả anh? Em thấy người ta làm một ngày 100 acc. Có mấy cái điện thoại liền đúng không? Thì một ngày thì bạn có thể làm được nhiều tài khoản nhé. Tùy với cái độ chăm chỉ của bạn. Thì để mà làm nhiều tài khoản thì bạn chỉ cần đăng nhập cho mình ví dụ một máy này. Một máy như này thì bạn có thể đăng nhập ra, đăng nhập vào này, sau đó bạn up video xong bạn đăng xuất ra. Thì một ngày thì bạn có thể làm được rất là nhiều cái tài khoản như thế nhá. Đó, thì cách này là mình vẫn làm này, mình cũng có rất là nhiều máy. Thì sau khi mà bạn có một cái máy mà những cái nick nào mà lên rồi thì bạn sẽ tiến hành là bạn 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 lấy cái bạn hai cái tài khoản ở trên một máy là được. Đó. Anh em ok chưa nào? Rồi cảm ơn bạn Hiếu Phạm 68 đã follow mình nhá. Đó thì đó là cách làm mà mình cũng thấy là rất là nhiều anh em thắc mắc khi mà chúng ta phát triển một cái kênh TikTok. Rồi, thì anh em nào vâng ạ, anh chia sẻ có tâm quá. Ôi cảm ơn bạn nha. Thì mình thực ra là mình cũng vừa bán tài khoản HMA mà mình cũng vừa làm TikTok luôn. Mình cũng làm cả bên YouTube và fanpage nữa. Nên là anh em nào mà có gặp những vấn đề gì thì có thể để lại cái câu hỏi cho mình, hoặc là chúng ta có thể nhắn tin hoặc là ở trên những cái video comment phía Facebook cũng được, thì mình cũng có thể sắp xếp mình trả lời cho anh em trong vòng sớm nhất nhé. Rồi bạn Việt Thủy thì có hỏi mình là làm và đăng bằng máy tính được không anh? Thì để mà làm bằng máy tính ấy, thì đầu tiên thì bạn sẽ tạo cho mình cái tài khoản ở trên điện thoại trước nhé. Thì đây là cái gọi là cái bí quyết thôi để anh em làm. Anh em có thể tạo trên tài khoản ở trên điện thoại, thì sau khi mà một cái tài khoản uy tín ấy trên điện thoại rồi, sau đó mà anh em đăng nhập trên máy tính cũng được thoải mái. Đăng nhập trên máy tính thì anh em nhớ cho mình là khi mà chúng ta mà đăng video ấy thì em phải bật HMA cho mình thôi. Còn cái vụ đăng video trên máy tính thì anh em vẫn đăng bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà làm nhiều nhá, anh em để ý không? Nếu mà làm nhiều thì anh em có thể thấy là trên khi mà đăng video trên máy tính ấy, khả năng nó đề xuất nó không được như điện thoại đâu. Đó. Thì vì vậy nên là tại sao mình vẫn khuyên anh em là nên làm ở trên điện thoại nó sẽ ok hơn. Anh có bán pay không anh? Thì pay thì hiện tại bên mình không bán nhá, bên mình xây ra và chủ yếu bên mình kéo traffic nên là bên mình cũng không có nhu cầu là bán pay bạn ạ. Thì nếu mà bạn quan tâm đến vấn đề về fanpage thì mình có thể sắp xếp mình chia sẻ cho anh em trong những cái buổi khác nhé. Rồi thì chắc là hiện tại bây giờ cũng 9 giờ hơn, 9 giờ 20 rồi, chắc là mình cũng có việc để mình đi support cho một chị nữa. Thì chắc là mình sẽ hẹn anh em trong những buổi sau nhé. Thì nếu mà buổi sau mà nhiều anh em mà thắc mắc thì chắc là buổi sau thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để mình bật kiếm tiền này, mình khai thuế như thế nào này, rồi mình rút tiền ở PayPal nhé. Thì những cái bước đấy là những bước sau. Thì mình nghĩ là trong đây chắc là những anh em xem trong đây thì là chúng ta mới đang bắt đầu xây đúng không? Thì chúng ta có thể là cứ làm đến cái bước là mình chia sẻ cho bạn, cái bước là làm đến bước chọn chủ đề đã. Đúng rồi đúng không? Ok Lily nhé. Thì anh em cố gắng là chúng ta triển khai nhiều kênh thì mới có hiệu quả, chứ tránh trường hợp như là những anh em nào mà chúng ta làm rất là ít kênh ấy, thì chúng ta làm ít kênh quá mà chúng ta chỉ thấy nó không có view là chúng ta bỏ luôn. Đa phần là mình gặp những anh em như vậy, nên là mình muốn là khuyên anh em là anh em nên làm nhiều kênh vào, anh em test cho mình nhiều kênh vào thì nó mới có hiệu quả. Còn nếu mà anh em làm mà ít kênh quá thì nó sẽ không có hiệu quả đâu. Bởi vì là hiện tại là với cái thị trường hiện tại bây giờ thì rất là cạnh tranh rất là nhiều, chứ không như là những cái thời điểm mà tháng 2 anh em vào. Tháng 2 anh em vào thì nó ít nên là em thể đăng được làm ít kênh. Còn như bây giờ hiện tại thì em thể làm nhiều kênh nhá, chứ ít kênh thì nó không hiệu quả đâu. Trăm ạc thì cần mấy sim anh nhỉ? À, mình có cần tạo bằng sim đâu bạn, mình tạo bằng Gmail mà. Thì cách tạo tài khoản ấy thì em có thể vào cái kênh YouTube của mình nhé, mình chia sẻ cho em cái cách tạo tài khoản mà bằng Gmail rồi đấy. Anh em đừng tạo bằng số điện thoại, anh em tạo bằng Gmail, Gmail ảo luôn nhé, anh em không cần Gmail thật đâu. Rồi thì mình sẽ
cho anh em 1 phút nữa. Nếu mà anh em nào mà không có câu hỏi gì thì mình sẽ off buổi livestream tại đây nhá, để mình đi support cho một chị nữa. Nên là mình sẽ dành những cái buổi sau anh em mình chia sẻ cho anh em sâu hơn nhé. Ok, mình sẽ dành anh em 1 phút nhé. Bây giờ 9:20 rồi. Rồi chắc là mình sẽ dành anh em 1 phút nhé. Bạn Ba King có hỏi mình là Gmail ảo sau đó add mail chính vào thì có làm sao không anh? Thì cách này không không sao nhé. Cách này mình vẫn làm bình thường. Thì anh em có thể dùng cách này thoải mái, chả không vấn đề gì. Đó là cách mà mình vẫn đang làm mà để mình tiết kiệm mail đấy, mình không phải cần mua nhiều mail đâu. Thì sau khi nào mà kênh nào lên thì mình mới add cái mail mail chính của mình vào nhé. Rồi thì sau cái buổi ngày hôm nay thì em có thấy ok không? Thì mình cũng hướng dẫn anh em cách lập kênh này, cách tạo tài khoản chi tiết như thế. Thì anh em thể làm chụp màn hình, một anh em có thể chụp màn hình lưu lại cái này lại. Còn không thì nếu mà anh em nào mà chúng ta vào sau ấy thì mình có record cái video này lại rồi thì mình sẽ đăng lên kênh YouTube nhé. Kênh YouTube của mình là Phan Thanh Nghiêm, thì anh em có thể vào đấy anh em xem. Mail là mình mua mail Pháp hay mail Việt Nam mà anh? Mail thì anh em dùng mail nào cũng được nhé, anh em không cần phải dùng mail Pháp đâu, em dùng mail Việt Nam vẫn là bình thường. Rồi bạn Lily cảm ơn anh, ok bạn nhá. Thì chắc là buổi live này cũng anh em cũng đang bận nên là mình sẽ ghi âm lại, ghi ghi màn hình lại rồi. Nên là anh em có thể vào kênh YouTube của mình em xem lại nhé. Rồi ok bạn, ok các bạn ơi. Thì ngoài ra mình có một cái group, thì chắc là anh em đây là anh em vào group hết rồi đúng không? Vào có thấy, anh Quang Minh bảo là vào không thấy hình gì, lạ nhỉ? Anh Quang Minh nó còn trong cái luồng này không nhỉ? Ok, bạn Ngọc Hiểu nha. Em có thể follow kênh này của mình nhé, kênh kênh TikTok này của mình. Thì mình cũng rảnh, mình cũng có thỉnh thoảng mình hay like kênh này, kênh TikTok và kênh YouTube của mình nhé. Đây, kênh YouTube của mình đây. Đây, kênh YouTube của mình đây. Đó. Kênh YouTube của mình đấy. Đấy, kênh này, kênh YouTube này của mình cũng nhận nút bạc rồi anh em ạ. Nên là anh em nào mà chúng ta mà muốn tìm hiểu những nền tảng khác, ví dụ là Facebook, YouTube thì bên mình cũng có thể hỗ trợ anh em được. Đây thì trong đây mình cũng làm rất là nhiều video rồi. Thì em có thể vào đây anh em tham khảo nhé. Đó, cách đây thì mình cũng có chia sẻ cho anh em rất là nhiều cái này. Và bạn nào có thể nhận tài khoản Canva Pro thì anh em có thể vào đây nhé. Đây, em vào đây thì em để link lại cho mình, thì mình cũng có gửi cho em một cái tài khoản Canva Pro miễn phí để cho em sử dụng trải nghiệm thử nhé. Thì trong cái kênh này mình cũng có chia sẻ cho em cái cách để mình tìm key này, cách để anh em biên tập video này, thì em có thể truy cập vào đây để em xem nhé.